Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để nghiên cứu, rà soát và đề xuất bổ sung, điều chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị. Kế hoạch bao gồm 3 tuyến đường sắt đô thị mới và kéo dài một số tuyến hiện có trong quy hoạch. Cuộc họp với các sở ngành, đơn vị liên quan đã diễn ra dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm. Điều này nhằm đưa ra các điều chỉnh vào đồ án quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060. Các tuyến đề xuất nhằm tăng cường khả năng liên thông, kết nối mạng lưới và cải thiện hiệu quả vận hành. Tuyến đầu tiên dự kiến kết nối cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ Thiêm, sau đó tiếp tục đến cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tuyến thứ hai sẽ vượt sông Xoài Rạp sang huyện Cần Giờ và kết nối với khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Tuyến còn lại đề xuất đi từ khu vực vận chuyển hàng hóa nội địa về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và bến xe miền Tây. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện đang xem xét nghiên cứu và đề xuất mở rộng, nâng cấp hệ thống đường sắt đô thị tại thành phố. Kế hoạch bao gồm bổ sung 3 tuyến đường sắt mới và nối dài tuyến metro số 6, Bà Quẹo vòng xoay Phú Lâm, thêm khoảng 7 km đến đường Nguyễn Văn Linh, nối tuyến metro số 2 giai đoạn 2, bến thành Thủ Thiêm, với đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, tạo thành một hành lang đường sắt thông suốt từ đô thị Tây Bắc bến thành Thủ Thiêm Long Thành dài hơn 80 km, kết nối các tuyến số 3B và số 4 với các tuyến đường sắt đô thị đang được nghiên cứu của tỉnh Bình Dương. Đồng thời, đề xuất chuyển ga đầu mối hành khách đường sắt quốc gia hiện hữu từ ga Bình Triệu, Thành phố Hồ Chí Minh về ga An Bình mới, Bình Dương để giải phóng quỹ đất tại các trạm đầu mối kỹ thuật Bình Triệu, Chí Hòa cho phát triển mô hình TOD. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để thống nhất các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị và kịp thời cập nhật vào đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060. Theo quy hoạch, hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh gồm 8 tuyến đường sắt đô thị, 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một dây với tổng chiều dài khoảng 220 km và tổng vốn đầu tư ước tính hơn 25 tỷ đô la Mỹ. Hiện thành phố đã triển khai được 2 tuyến đường sắt trong hệ thống này.